Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta cùng gặp lại và đồng hành với nhau ở trên bản điểm đi tuần trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. Thì hàng tuần chúng ta sẽ có một bản tin video phân tích bộ ba tham số chung của thị trường gồm chỉ số VN Index, chỉ số VN 30 và chỉ số phái sinh. Đồng thời chúng ta sẽ view một số các danh mục các mã cổ phiếu khá cơ bản. Trong trường hợp các mã cổ phiếu chưa được phân tích ở trên bản tin tuần các anh chị quan tâm thì chúng ta có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần, cũng sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi của anh chị. Và trên kênh Hùng Lê chứng khoán thì hàng ngày chúng ta sẽ có một bản tin để chúng ta phân tích các cái nội dung rất là quan trọng của thị trường, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta biết rồi, thị trường luôn luôn vận động, luôn luôn biến đổi, và mỗi một phiên giao dịch thì chúng ta lại có một cái tín hiệu chỉ dẫn khác nhau, và trên cơ sở những cái tín hiệu đó thì chúng ta sẽ dự báo. Các anh chị nhớ là dự báo chứ không phải là báo. Vậy thì dự là gì? Dự tức là có thể chúng ta tính toán một cái xác suất nào đó về cái đường đi của thị trường, làm sao đó để cho nó tốt nhất, cho nó tối ưu nhất trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư. Trên cái quan điểm chia sẻ rất chân thành như vậy để anh chị em của chúng ta cũng nắm được những cái nội dung. Thế thì bản tin video tuần này thì chúng ta cũng tương tự như vậy thôi. Chúng ta sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là view thị trường, và phần thứ hai chúng ta sẽ phân tích một số các cái mã cổ phiếu rất là căn bản từ nhóm trụ bất động sản khu công nghiệp, nhóm thép, bất động sản dân cư và nhóm ngành chứng khoán. Và các anh chị lưu ý tất cả các cái nội dung mà mình phân tích ở trên video mang quan điểm cá nhân, vì vậy nhà đầu tư của chúng ta sẽ cân nhắc trước khi xem và trước khi áp dụng. Chúng ta là thời kỳ mở và chúng ta có rất nhiều các cái nguồn thông tin khác nhau và kênh thông tin khác nhau. Đó là những cái cơ sở rất quan trọng để anh chị em nhà đầu tư để chúng ta tham khảo thêm trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư, được không anh chị? Và làm sao đó để chúng ta chắt lọc được những cái lời hay, ý đẹp, chắt lọc được những cái gì tốt, tối ưu để giúp cho các anh chị em của chúng ta có được một cái hành trình đầu tư tốt nhất. Rồi. Chỉ số VN Index tuần từ phiên giao dịch ngày 17 đến ngày 21 thì như chúng ta đã có cái sự phân tích định lượng tuần này thì chỉ số VN Index của chúng ta sẽ có cái vùng cản kỹ thuật ở vùng 1285 đến khoảng quanh vùng 1290. Đồng thời chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 1275 đến vùng 1277, biên sâu hơn sẽ là vùng 1268 đến vùng 1270. Thì hàng ngày chúng ta đã có những bản tin phân tích rất chi tiết rồi. Như vậy thì chúng ta ở cuối tuần chúng ta chỉ review lại thôi. Thì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua, từ phiên giao dịch của ngày 18 cho đến phiên giao dịch ngày 21 thì chỉ số VN Index chúng ta thực hiện ở công với vùng cản kỹ thuật 1285 đến vùng 1290. Và phiên kết tuần thì như vậy là chúng ta vẫn chưa thể break được qua cái vùng cản kỹ thuật 1290. Còn đối với vùng hỗ trợ kỹ thuật, như vậy là chúng ta thấy rằng trong tuần thì về cơ bản là chỉ số VNI của chúng ta bám biên ở vùng 1275. Có hai phiên, đó là trong phiên giao dịch của ngày 17 và phiên giao dịch của ngày 19 thì chỉ số VN Y của chúng ta có thời điểm là test sát đến vùng 1270. Tuy nhiên sau đó thì về cơ bản là đã có cái sự phục hồi. Vậy thì bước vào phiên giao dịch của ngày 21 là phiên quỹ ETF cơ cấu, phiên giao dịch của ngày 20 là đáo hạn hợp đồng phái sinh tháng. Vậy thì bước vào phiên giao dịch của ngày 21 thì như chúng ta cũng đã có cái sự phân tích dự báo chỉ số VNI sẽ có điểm tạo gap ở lên khoảng vùng 1285 đến vùng 1287 đây các anh chị. Thì chúng ta nhìn thấy là trong phiên ngày hôm nay thì chỉ số VNI của chúng ta có thời điểm là vượt qua vùng 1287. Tuy nhiên chúng ta thấy đến phiên chiều thì chúng ta có hai cây nến giờ phiên chiều ở chỉ số VNI của chúng ta quay trở về test đó. Và các điểm test cung kỹ thuật thì như chúng ta phân tích rồi, điểm 1 sẽ là vùng 1280 và điểm 2 sẽ là vùng 1275 đến vùng 1277. Thì như vậy là cây nến giờ kết thúc phiên thì chỉ số VNI test về đến vùng 1280 và có độ rút chân nhẹ ở đây. Trên góc độ kỹ thuật hiện tại như vậy thì chúng ta tiếp tục dự báo phiên giao dịch của tuần tới, mở cửa tuần thì VNI sẽ tiếp tục có gap tăng nhẹ lên vùng 1285 đến vùng 1287. Sau khi tạo gap xong thì chỉ số VNI sẽ quay trở lại test ở vùng 1280 và biên sâu hơn sẽ là vùng 1275 đến vùng 1277. Và đương nhiên rồi, chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần ở vùng 1260 đến vùng 1268 đến vùng 1270 các anh chị nhá. Và trên cơ sở test tích lũy những cái điểm test như vậy rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục dự báo khả năng chỉ số VNI của chúng ta sẽ hướng đến vùng 1290 và điểm xa hơn sẽ là vùng 1295 điểm ở đây. Bây giờ chúng ta cùng nhìn sang chỉ số VN30 ở trên sàn kỹ thuật giờ thì chúng ta cũng đã có cái sự phân tích tổng hợp chi tiết hàng ngày rồi. Thì như vậy là chúng ta có dự báo chỉ số VNI sẽ tạo gap tăng lên ở khoảng quanh vùng 1320 đến vùng 1325. Đây là vùng cản kỹ thuật tuần, và các anh chị nhớ là chúng ta có một cái vùng cản kỹ thuật ở vùng 1320, 1322.
Các điểm hỗ trợ kỹ thuật tuần thì chúng ta có phân tích ở vùng 1305, điểm sâu hơn là vùng 1295 đến vùng 1300, thì các anh chị nhìn thấy đây rồi đúng không ạ? Trên trực quan thì chúng ta cũng thấy rằng là điểm test sâu nhất của chỉ số VN30 ở trong tuần rơi vào trong phiên giao dịch ngày 19 ở sát biên 1300 điểm, và trong tuần thì chúng ta cũng đã có 3 phiên giao dịch chỉ số VN30 thực hiện động tác công vùng ngưỡng kỹ thuật 1320, 1322. Và có thời điểm thì chỉ số này đã vượt qua vùng 1325, tuy nhiên đến thời điểm đóng cửa phiên tuần thì như vậy là chỉ số VN30 chúng ta gọi là suýt soát ở vùng 1320, tức là nó đóng đúng ở cái điểm cản kỹ thuật 1320, 1322. Với xu hướng kỹ thuật hiện tại như này, chúng ta tiếp tục dự báo phiên mở cửa tuần thì chỉ số VN30 tiếp tục có gap tăng nhẹ lên quanh vùng 1325, sau đó thì nó sẽ đi lấp gap. Các điểm lấp gap kỹ thuật của chỉ số VN30 chúng ta kỳ vọng ở mốc 1315 đến vùng 1310, điểm sâu hơn thì vẫn là 1305, và test tích lũy thành công ở trên những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật này. Như vậy chúng ta sẽ tiếp tục hướng đến vùng cản 1325 đến khoảng quanh vùng cản 1330. Bây giờ chúng ta cùng nhìn sang chỉ số phái sinh VN30F1M thì cùng phân tích cho các anh chị ở trên sàn kỹ thuật M5. Trong tuần vừa qua thì đáo hạn hợp đồng phái sinh tháng, và chúng ta cũng đã có những cái điểm phân tích nhận định rất là chi tiết rồi và cũng sẽ không nhắc lại ở trong bản tin tuần này. Thì về cơ bản là gì? Chúng ta cũng đã có cái sự phân tích định hướng về mặt kỹ thuật, đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật 1295 đến vùng 1300. Trên cơ sở đó thì chúng ta cũng tiếp tục có cái vùng cản 1320 đến vùng 1322, và trong tuần vừa qua thì như vậy là phái sinh cũng có thời điểm đã vượt lên được đến vùng 1327 điểm. Và kết tuần thì như vậy là chỉ số VN30F1M cũng đóng cửa vùng 1321, tức là nó cũng nằm được ở cái biên cản kỹ thuật ở đây, đó là vùng 320 đến vùng 1322. Trên cơ sở kỹ thuật như vậy, chúng ta dự báo phiên giao dịch của ngày 24 thì chúng ta sẽ mở cửa lại thứ hai tuần tới. Gap tăng nhẹ lên quanh vùng 1325, và sau đó sẽ tiếp tục có các cái điểm lấp gap kỹ thuật 1315, điểm sâu hơn sẽ là vùng 310 hoặc đến vùng 1305. Kỳ vọng test tích lũy thành công ở những điểm hỗ trợ kỹ thuật này, thì như vậy là cái đích đến của chỉ số phái sinh thì chúng ta sẽ hướng đến vùng 1330 hoặc 1335 điểm các anh chị nhá. Ở đây đó, chúng ta sẽ có hai cái mốc target kỹ thuật ở đây, thì chúng ta sẽ kéo cái mũi tên này lên. Rồi bây giờ thì các anh chị em chúng ta sẽ nhìn qua một chút xíu về sự tạo lập của chỉ số VN30 ở trên chart kỹ thuật ngày. Thì đối với sự tạo lập này thì như vậy là chúng ta cũng đã có phân tích rất là chi tiết rồi. Ở vùng hỗ trợ kỹ thuật vùng 1290, vùng 1295 và vùng 1300 điểm, thì đến thời điểm hiện tại là sau khi chỉ số VN30 chúng ta vượt thoát lên được trên vùng 322 thì tuần vừa qua chỉ số này đã quay trở về test các cái biên hỗ trợ kỹ thuật, và hiện tại thì như vậy là nó đã giữ được các cái biên hỗ trợ kỹ thuật này. Đóng cửa tuần suýt soát ở vùng 1322, đây chỉ số VN30. Thì như vậy là gì? Có khả năng ở trong tuần tới thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục kỳ vọng cái sự tích lũy của chỉ số VN30 ở trên vùng 1290 điểm cộng. Đây, để có cơ hội vượt thoát các anh chị, để có cơ hội chỉ số VN30 chúng ta vượt thoát được cái điểm cản kỹ thuật ở đây, đó là vùng 1340. Và khi vượt thoát được cái điểm đó thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta phân tích. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhìn sang chỉ số phái sinh. Thì đối với phái sinh anh chị nha, chúng ta view nhỏ một cái khung view như thế này, thì chúng ta cũng thấy được là đến thời điểm hiện tại thì chỉ số phái sinh của chúng ta đang cũng nằm ở trong một cái xu hướng uptrend các anh chị, trong xu hướng uptrend. Và đây là kênh xu hướng uptrend tổng thể của thị trường. Và trên cái kênh xu hướng uptrend tổng thể của thị trường đó thì nó sẽ có những cái kênh xu hướng uptrend nhỏ, đúng không ạ? Và trên những cái kênh xu hướng uptrend nhỏ đó thì chúng ta cũng có dò tìm các cái điểm gọi là các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật trong thời điểm ngắn hạn. Ví dụ ở đây đó là vùng 1180 đến vùng 1190, sau đó ở đây thì nó sẽ quanh vùng 1260, và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta tiếp tục dò tìm ở quanh điểm 1290. Và trong tuần vừa qua thì chỉ số phái sinh của chúng ta có một điểm test sát ở vùng 1300, và hiện tại thì cũng có cái điểm phục hồi về khoảng quanh vùng 1321 điểm ở đây. Tức là nó cũng đã có cái thiên hướng kỹ thuật là nó vượt qua được cái vùng cản kỹ thuật 1305 đến vùng 1315 ở đây các anh chị nhá. Đó. Mặc dù là cái điểm vượt này thì nó chưa thực sự là cao, nhưng ít nhất là nó cũng đã có cái xu hướng vượt qua. Và như vậy thì cái tâm thế và vị thế chúng ta sẽ kỳ vọng chỉ số phái sinh sẽ tiếp tục vượt qua cái ngưỡng cản kỹ thuật 1340 điểm ở đây. Và khi chỉ số phái sinh vượt qua được cái vùng đó, kết hợp với chỉ số VN30 cũng vượt qua vùng 1340 điểm, thì đó sẽ là một cái thời điểm mà chúng ta sẽ tiếp tục xây các cái chỉ số, các cái target kỹ thuật của chỉ số VN Index lên các cái điểm cao mới.
Phần thứ hai thì chúng ta sẽ quay lại nội dung chính, đó là view một số các cái danh mục cổ phiếu cơ bản các anh chị nha. Đầu tiên chúng ta sẽ đi phân tích nhóm cổ phiếu trụ, thì đối với nhóm cổ phiếu trụ này thì cũng đã lọc ra một số các mã cổ phiếu cơ bản thôi để giới thiệu đến anh chị em. MV Đúc Cơ ở trong tuần vừa qua chúng ta có dự báo vùng hỗ trợ kỹ thuật 61.5 đến khoảng quanh vùng 62, thì các anh chị để ý thấy là phiên giao dịch ngày 7 18 19 thì về cơ bản là MV Đúc Cơ đã test tích lũy thành công ở vùng này và tiếp tục có các điểm kéo kỹ thuật về vùng 64.5 đến vùng 65 các anh chị. Đây, đó, đây là cái target kỳ vọng của chúng ta, và về cơ bản như vậy thì MV Đúc Cơ cũng đã đạt được những cái kỳ vọng nhất định, và tuần tới dự báo ở khoảng quanh vùng 62.5 đến khoảng quanh vùng 63 test tích lũy, thì mục tiêu ở trong ngắn hạn chúng ta tiếp tục dự báo hướng về vùng cản kỹ thuật 65. Mãn San cũng là một mã cổ phiếu trụ và được Hồng Lê cũng đã phân tích rất là dài rồi. Thì trong tuần vừa qua chúng ta dự báo các điểm kỹ thuật ở quanh vùng 76 và hướng về các cái vùng cản kỹ thuật 78, 80 và vùng 82. Trên thực tế thì nó test ở vùng 76, và ở đây thì chúng ta thấy rằng có một cái điểm test sâu hơn ở vùng 75, 75.5. Phiên kết tuần có thời điểm đã khá là tích cực khi mà chỉ số này vượt qua được vùng 77.7 và cây nến giờ kết thúc phiên thì nó lại lùi lại, cho nên tuần tới lại vùng 76 và điểm sâu hơn, có thể là nó sẽ tiếp tục quay trở lại test ở vùng 75 đến vùng 75.5. Với Mansan thì các anh chị cứ tích lũy để chúng ta có thể hướng đến một cái trend kỹ thuật dài hơi hơn. Cổ phiếu BVH dự báo vùng hỗ trợ kỹ thuật 44 đến vùng 44.5, cản kỹ thuật ở đây là vùng 45.5 và điểm xa hơn sẽ là vùng 47. Trên cơ sở thực tế như thế này thì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua thì nó lên được đến vùng 46 và nó đang có các điểm test ngập ngừng ở khoảng vùng 45.5. Thì như vậy tuần tới thôi chúng ta lại tiếp tục điểm khỏe thì nó sẽ test 45, còn điểm mà nếu mà nó test sâu hơn thì nó sẽ test ở vùng 45.5. Kỳ vọng test tích lũy ở vùng này thì đấy, cản kỹ thuật 1 45.5 và cản kỹ thuật 2 ở khoảng quanh vùng 47. Vinamilk, hiện tại thì rất nhiều anh chị em quan tâm đến mã cổ phiếu Vinamilk, xu hướng sẽ như thế nào, thì với quan điểm kỹ thuật là gì, cổ phiếu Vinamilk cũng đang hút được một cái dòng tiền vượt trung bình 21 phiên. Đó, vậy thì ở đây thì trong tuần chúng ta dự báo Vinamilk test về vùng 66, và các anh chị lưu ý trong trường hợp mà nó bị thủng vùng 66 thì nó sẽ đi về vùng 65, và trên thực tế thì nó test tích lũy ở phiên 17, 18 và đến phiên 19 thì nó lùi về ở khoảng quanh vùng 65, sau đó nó lại tiếp tục có vùng phục hồi ở đây vùng 67, và phiên cái tuần thì nó lại quay trở về nó test cung. Như vậy ở tuần tới thì có khả năng sẽ test điểm 1 ở khoảng quanh vùng 65.6, 65.7 ở đây, điểm 2 thì chúng ta sẽ tiếp tục ở vùng 65 đến khoảng vùng 65.2. Test tích lũy thành công, mục tiêu ở trong ngắn hạn vùng 67, 67.5 và điểm xa hơn thì có thể chúng ta sẽ hướng về ở khoảng quanh vùng 68. Cổ phiếu J ở trong tuần nó là một mã cổ phiếu trụ đã giữ nhịp cho thị trường các anh chị, và đối với J chúng ta phân tích vùng hỗ trợ kỹ thuật 61 đến khoảng vùng 61.3. Test lý thành công ở vùng này thì chúng ta sẽ hướng về vùng cản kỹ thuật 63, và sau khi đạt vùng 63 thì di tiếp tục công lên cản kỹ thuật vùng 65 và điểm xa hơn là vùng 67. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì suýt soát tí nữa là đạt lên đến một cái target kỹ thuật ở quanh vùng 67 đó, và sau đó thì các cây nến giờ liền sau đó thì di lại bắt đầu quay trở về chỉnh cung. Chính vậy trong tuần tới sẽ ở khoảng quanh vùng 63, 63.5. Test lý thành công ở vùng này thì mục tiêu lại vùng 65, điểm xa hơn sẽ là khoảng quanh vùng 67. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp. Cổ phiếu ITA ở trong tuần thì về cơ bản chúng ta có cái sự dự báo về mặt tích lũy ở khoảng quanh vùng 5.2 đến vùng 5.3, các cái kỹ thuật ở vùng 5.4, và tuần vừa qua thì chủ đạo nó tích lũy sideways đi ngang, như vậy tuần tới sẽ tiếp tục ở vùng 5.2, điểm xa hơn sẽ là tiếp tục ở vùng 5.4. KBC ở đây thì chúng ta thấy rằng là dự báo có một điểm kéo nhẹ và sau đó thì KBC sẽ quay trở về test ở vùng 30. Và hiện tại thì cái điểm 30 này của KBC nó không trụ được nên nó sẽ tiếp tục về vùng 29.5. Và cây nến giờ kết thúc ở tuần thì nó lại bị thủng ở vùng 29.5. Chính vậy nên là tuần tới thì chúng ta sẽ dự báo khả năng là sẽ tiếp tục quay trở về chỉnh cung ở khoảng quanh vùng 29. Test tích lũy thành công ở vùng này rồi sau đó cổ phiếu phục hồi thì như vậy là chúng ta sẽ bắt đầu tính toán cái đà tăng của cổ phiếu ở sau đó. SSC ở trong tuần có đà phục hồi tích cực khi nó test thành công ở vùng 41.5 đến vùng 42, ta các kỹ thuật ở quanh vùng 43.5 thì nó lên được khoảng quanh vùng 3.3. Ở đây thì nó sau một cây nến đẩy khá là căng thì nó lại có cái điểm test lại, đây là cái sự hoạt động khá là bình thường. Tuần tới dự báo ở vùng 42 đến khoảng vùng 42.5.
thì thành công ở vùng này thì như vậy target kỹ thuật ở trong thời điểm ngắn hạn thì chúng ta tiếp tục dự báo ở vùng 43.5 đến vùng 44, đó là target kỹ thuật của tuần vừa qua. IDC ở trong tuần thì chủ đạo nó cũng dành thời gian để nó tích lũy thôi. Ở đây chúng ta có vùng 61.1, 61.3, 61.5 là hỗ trợ dưới, cả cái thuật ở trên là vùng 63.5 đến vùng 64. Trong tuần thì lên được vùng 63 và nó lại đang ngập ngừng nó tích lũy. Như vậy tuần tới thì lại quanh vùng 61.3, 61.5. Các TP thành công ở vùng này thì chúng ta lại tiếp tục dự báo ở vùng 63, 63.5 đến khoảng quanh vùng 64. VGC ở đây là chúng ta dự báo biên tích lũy ở vùng 54, 54.2. Thì về cơ bản là phiên giao dịch ngày 17, 18, 19, 20 cổ phiếu tích lũy được ở trên vùng hỗ trợ kỹ thuật, target mục tiêu ở vùng 56 chưa hoàn thành, nó chỉ lên được đến vùng 55 thôi. Tuy nhiên hai cái nến giờ kết thúc phiên thì có lực bán tương đối là mạnh ở đây, thế vậy nên là chúng có mặc dù có cái sự rút chân ở đây. Như vậy thì chúng ta sẽ dự báo tiếp tục ở tuần tới cổ phiếu này sẽ có các điểm test kỹ thuật về khoảng quanh vùng 53 đến khoảng vùng 53.5, chắc chắn là nó sẽ có xu hướng nó sẽ quay trở lại test cung kỹ thuật ở vùng này, test thành công vùng này, mục tiêu lại gì vùng 55 55 55.5 đến vùng 56. Nói chung là chúng ta sẽ có những cái vùng cản ở đây, bởi vì trong tuần này nó đã tạo thành một cái cản ở đây thì tuần tới trong cái quá trình mà nó vươn lên và nó gặp lại vùng 55 thì như vậy nó đã gặp lại cản rồi. Tip ở trong tuần vừa qua cũng có hai điểm long, hai điểm short đó, và đây các anh chị chúng ta nhìn thấy điểm long thứ nhất test tích lũy thành công vùng 24 thì nó tiếp tục đẩy lên vùng 24.5, sau đó lại tiếp tục test ở vùng 23.6 và tiếp tục đẩy vùng 24.5. Như vậy là chúng ta thấy rằng ở trong thời điểm ngắn hạn vùng 24.5 hiện tại đang là vùng cản. Ở đây là các cái cây nến giờ mà gì tiếp tục test tích lũy ở trên vùng cản kỹ thuật, cho nên là tuần tới ở vùng 24.2 khả năng có sẽ có những điểm trả cung lại đây. Kỳ vọng test tích lũy ở vùng 24.2 thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục có target kỹ thuật hướng đến vùng 25 và điểm xa hơn sẽ là khoảng quanh vùng 25.2. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành thép, thì tâm điểm của nhóm ngành thép ở trong tuần vừa qua và lùi lại tuần trước một tí đó là gì? Đó là break cản, gọi là test cản và diện break cản, đó là một cái nhiệm vụ tương đối là khó khăn đúng không anh chị? Đó. HPG trong tuần chúng ta có dự báo vùng 28.9 đến vùng 29 này, thì trong phiên giao dịch của ngày 17 là ngay lập tức nó test ở vùng 29, cản kỹ thuật trên đó là vùng 30. Vùng 29.7 đến vùng 30 về mặt lý thuyết nó là như vậy, và chúng ta thấy rằng là tuần trước chạm 29.7 thì nó quay trở lại nó test cung, và tuần này cũng như vậy. Và chạm vùng 29.7 thì đến thời điểm hiện tại là như vậy là Hòa Phát đang lùi lại chỉnh cung, và điểm chỉnh cung thì chúng ta lại tiếp tục có vùng 28.8 đến vùng 29, kỳ vọng test tích lũy thành công ở vùng này. Thì như vậy là gì? Chúng ta lại tiếp tục đẩy lên vùng 29.5, vượt được vùng 29.5 thì sẽ hướng về vùng 29.7 đến khoảng vùng 30. Cổ phiếu Nam Kim đó, trong tuần chúng ta có phân tích vùng hỗ trợ 25.3, 25.5. Đây các anh chị, test tích lũy thành công vùng này thì sẽ hướng về các cái cản kỹ thuật đó là vùng 26.5, sau đó đến vùng 27. Trong tuần thì chúng ta tiếp tục gì có các cái điểm công, tuần trước là có hai lần là Nam Kim công về vùng 27 cộng, thì tuần này cũng như vậy, nó tiếp tục có thực hiện các cái động tác công cái vùng cản kỹ thuật. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng phiên cái tuần cổ phiếu Nam Kim lại có xu hướng quay trở lại test cung, và các anh chị nhìn thấy là khi mà cái tín hiệu đường MACD nó đi xuống như này thì đó cái điều đó nó cho thấy rằng là cái động lực bất cản của cổ phiếu nó đang có xu hướng bị suy yếu. Thế thì với cái cách vận hành hiện tại của Nam Kim như này thì tuần tới chúng ta tiếp tục ở vùng 25.3, 25.5. Đấy, cái điểm này sẽ là cái điểm mà sẽ cho chúng ta các cái chỉ dẫn kỹ thuật tiếp theo. Trong trường hợp nếu tích thành công ở trên vùng 25 cộng thì có nghĩa là gì? Nó sẽ lừng hừng ở đây và nó tích thành công ở đây thì như vậy là chúng ta sẽ có thể là dự báo cái xu hướng phục hồi. Còn trong trường hợp nếu cổ phiếu bị mất ở vùng 25.4 thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục phải có các cái chỉ dẫn kỹ thuật liên quan đến cổ phiếu, và nó sẽ có những cái điểm điểm rũ cung anh chị về các cái điểm sâu hơn. Hoa sen lực cầu tích cực, và ở đây thì chúng ta dự báo hoa sen sẽ test lại vùng 23.5, điểm sâu hơn sẽ là vùng 23. Trên thực tế thì nó test vùng 23.5 đấy các anh chị nhé. Và đối với mã cổ phiếu hoa sen thì trong tuần nó cũng hoàn thành được cái vùng cản kỹ thuật 25.5 đó. Có thời điểm nó vượt lên đến vùng 25.7 rồi, nhưng mà về cơ bản vùng 25.5, và hiện tại nó lại đang quay trở về test ở vùng 24.5, 24.7 ở đây. Điểm test ở trong phiên giao dịch của ngày 20 và hôm nay có một điểm test ở trong phiên giao dịch ngày 21. Như vậy dự báo tuần tới
Tích cực thì Hoa Sen sẽ tiếp tục test ở biên hỗ trợ kỹ thuật này, kỳ vọng Hoa Sen sẽ sớm vượt vùng 25.5 để mở trend. VGS ở trong thời gian vừa qua thì như chúng ta cũng đã có phân tích định lượng dự báo thì VGS sẽ hướng về vùng target kỹ thuật 4x, điểm test kỹ thuật ở vùng 36, điểm 2 vùng 35.5. Các anh chị để ý trong phiên giao dịch 17 có điểm test 36 và sau đó thì tiếp tục công với vùng cản kỹ thuật 38. Công vùng 38 xong thì nó mới đến vùng 40 và các anh chị nhìn thấy là trong phiên ngày 20 và ngày 21 thì như vậy là cổ phiếu đang có những cái tín hiệu tích cực để có thể hướng về dự báo hướng về vùng 4x. Cổ phiếu TLH phiên kết tuần phiên ngày hôm nay thì có một cái lực cầu ở ngay kết phiên đúng không? Phiên từ 13 giờ đến 14 giờ thì nó có một cái lực cầu ở đây đến 4 triệu cổ phiếu trong cây nến giờ. Thì như vậy trong tuần chúng ta có dự báo ở vùng 7.9 đến vùng 8 nhé. Đấy anh chị này, test hỗ trợ này và công cản kỹ thuật ở vùng 8.5 này. Chạm 8.5 thì nó lại quay trở về nó test hỗ trợ này, 7.9 đến vùng 8 lần thứ hai này và tiếp tục công cản ở đây. Và đây là một cây nến giờ kéo tương đối gấp cho nên là chúng ta sẽ dự báo ở quanh vùng 8.3, 8.4 cổ phiếu sẽ quay trở về chỉnh cung test tích lũy tạo nền ở đây. Test tích lũy thành công thì như vậy ngắn hạn thì chúng ta sẽ hướng đến vùng 8.8 đến khoảng quanh vùng 9. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là bất động sản dân cư. Thì chúng ta thấy rằng là đối với nhóm ngành này trong cái thời gian vừa qua chủ đạo là tích lũy, đúng không anh chị? Cổ phiếu tất cả các mã cổ phiếu của nhóm ngành này tích lũy. Một số các mã cổ phiếu thì có xây được những cái target kỹ thuật cao, tức là trong cái nhóm ngành này thì nó phân hóa, nó chia đôi ra. Một số top thì tích lũy và đã chạy rồi, còn một số các top khác thì cơ bản là đang đứng hình anh chị. Rồi SEO ở trong tuần vừa qua chúng ta dự báo vùng test tích lũy ở vùng 18-18.2, ta cái thuật quanh vùng 19.2 và chúng ta thấy rằng là phiên giao dịch 17-18 test khá tốt ở vùng hỗ trợ. Tuy nhiên phiên ngày 19 thì như vậy cổ phiếu SEO bị mất ở vùng 18 ở đây cho nên là nó sẽ quay trở về, nó sẽ lùi lại, khả năng tuần tới nó sẽ lùi lại ở khoảng quanh vùng 17-17.2. Test tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là cản kỹ thuật lại hướng lại vùng 18-18.2. Cổ phiếu HDG như vậy là ở trong tuần vừa qua thì như chúng ta cũng đã có sự phân tích ở đây, vùng 32-32.5 sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật để giúp cho chúng ta phân tích về mặt xu hướng. Và trong tuần vừa qua thì nó có đến 3-4 điểm test về vùng này và có cái cản kỹ thuật ngắn ở đây là vùng 3.5, thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay nó có va vào vùng cản này. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì nó cũng chưa thể vượt thoát quay trở lại và nó lại quay trở về cái biên test tích lũy. Như vậy thì tuần tới ở đây thì chúng ta tiếp tục chỉ dẫn thôi đó anh chị nhé. Đó, test tích lũy thành công ở vùng này thì mục tiêu là gì? Mục tiêu là lại hướng về các vùng cản kỹ thuật 33.5, 34, điểm xa hơn nữa là vùng 36. Còn trong trường hợp nếu mà nó bị mất cái vùng 32 và sau đó vùng 31.5 thì như vậy là chúng ta sẽ cho chỉ dẫn HDG sẽ chỉnh cung về quanh vùng 30. Cổ phiếu HDC ở trong tuần thì đây các anh chị, chúng ta có vùng 30-30.5, đó là vùng dự báo hỗ trợ kỹ thuật. Test tích lũy thành công thì như vậy hướng cản 32. Trên thực tế thì sau 3 phiên test ở vùng này thì như vậy là đến phiên 20 và 21 thì như vậy là HDC bị mất qua vùng 30 cho nên nó sẽ tiếp tục cho chúng ta chỉ dẫn dự báo về khoảng quanh vùng 28.5 đến khoảng quanh vùng 29. Test tích lũy thành công ở vùng này thì chúng ta lại tiếp tục dự báo cái khả năng phục hồi về khoảng quanh vùng 30 đến khoảng 30.5. Cổ phiếu Nam Long dự báo test tích lũy quanh vùng 41.5, 3 phiên test tích lũy ở vùng 41.5. Hiện tại có xu hướng bị mất vùng 41.5. Tuy nhiên ở đây thì cái đà mất nó cũng chưa là xa, cho nên là tuần tới sẽ ở khoảng quanh vùng 41. Trong trường hợp nếu vùng 41 mà cổ phiếu mà không trụ được thì như vậy là chúng ta có thể hướng lại vùng 40 đến khoảng quanh vùng 40.2. Kỳ vọng test tích lũy thành công ở vùng này thì chúng ta sẽ hướng vùng 41.5, sau đó sẽ hướng lên vùng cản 43. Cổ phiếu KDH ở đây thì các anh chị nhìn thấy này, vùng hỗ trợ chúng ta dự báo là vùng 36.4, điểm trên là vùng 37. Test tích lũy thành công thì như vậy ngắm vùng 38 cộng đó, thì trong tuần thì chúng ta cũng có lên được cái vùng cản 38. Tuy nhiên về đây thì nó vẫn đang diện ngập ngừng và tích lũy. Cái đà tích lũy này thì với quan điểm cá nhân của mình thì mình nhìn thấy là nó vẫn là tích cực khi mà gì, nó vẫn tiếp tục ở lại ở trên vùng 37 cộng. Như vậy tuần tới sẽ có hai điểm dự báo test, một là 37, điểm sâu hơn nữa là vùng 36.4. Test tích lũy thành công ở điểm này như vậy chúng ta tiếp tục hướng
Hướng về đâu? Hướng về vùng 38 và điểm xa hơn sẽ là khoảng quanh vùng 38.7 đến khoảng quanh vùng 39. Đạt Phương, giai đoạn vừa qua thì Đạt Phương là một mã cổ phiếu có thể xem là tích cực ở trong nhóm ngành bất động sản dân cư. Khi mà cổ phiếu chia cổ tức xong thì nó vẫn giữ được trend, và đặc biệt là nó giữ được cái biên hỗ trợ kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 55.5 đến khoảng quanh vùng 56. Trong tuần vừa qua thì dự báo test về khoảng vùng 56, trên thực tế thì nó test được vùng 57 thôi và nó tiếp tục hướng cản 6x. Cản 64 đến vùng 65 thì chưa đạt được. Tuy nhiên với đà hiện tại chúng ta thấy rằng là bước qua 62 và nó quay trở về nó test, thì như vậy tuần tới ở khoảng vùng 59 đến vùng 60, kỳ vọng test tích lũy thành công ở vùng này. Như vậy là gì? Như vậy thì ta các kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 64 đến khoảng quanh vùng 65. DIG trong tuần vừa qua thì DG trong tuần vừa qua các anh chị nhìn thấy đây, đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật 26.8. Dự báo tích lũy vùng 26.8 và có thể hướng đến cái vùng cản kỹ thuật cao hơn, nhưng trên thực tế thì nó chỉ test được đến ở quanh vùng 26.8 thôi, và nó lại có cái điểm bị mất vùng 26.8, và khi điểm này bị phá vỡ như vậy thì như vậy là chúng ta sẽ phải dự báo về vùng 26 đến khoảng vùng 26.2, và tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái động thái của tạo lập ở quanh vùng 26 để dự báo tiếp xu hướng. Đất xanh ở trong tuần vừa qua cũng lùi, các anh chị đi thụt lùi ở đây này, dự báo tích lũy vùng 16.4 để phục hồi, nhưng trên thực tế là gì, nó chỉ test được trong phiên giao dịch ngày 17 thôi và sau đó mất 16.4. 16.4 bị mất thì chúng ta sẽ dự báo tiếp về vùng 16, và hiện tại thì như vậy là đất xanh đang bám biên ở quanh vùng 16. Tuy nhiên là hai cây nến giờ kết thúc phiên ngày hôm nay thì nó lại hơi đuối, cho nên là vùng 15.8, trong trường hợp mà vùng 15.8 tích lũy được thành công ở đây thì như vậy là chúng ta sẽ đánh giá cái khả năng phục hồi, còn trong trường hợp nếu vùng 15.8 bị thủng thì chúng ta lại phải có cái chỉ dẫn quay về khoảng quanh vùng 15.5. Cổ phiếu Novaland trong tuần vừa qua thì cũng không thực sự là tích cực và nó bị mất các cái vùng hỗ trợ thuật, đầu tiên là mất vùng 14. Rồi sau đó khi vùng 14 mà bị mất thì như vậy là chúng ta sẽ có chỉ dẫn về khoảng quanh vùng 13.5, và hiện tại thì nó tích lũy ở vùng 13.5. Tuy nhiên cây nến giờ đấy, cây nến giờ kết thúc phiên nó lại đè vùng 13.5. Thế thì câu chuyện là một cây nến giờ thì nó chưa thể hiện xu hướng và nó sẽ cần thêm một hai cây nến giờ tiếp theo để chúng ta phân tích. Trong trường hợp vượt lại vùng 13.6, 13.7 ở đây thì như vậy là chúng ta lại hướng về lại quanh vùng cả 14. Tuy nhiên trong trường hợp mà nó lại bị mất ở vùng 13.4 ở đây thì như vậy là có khả năng là nó sẽ phải lùi lại ở khoảng quanh vùng 13. Cổ phiếu PDR ở đây trong tuần chúng ta dự báo tích lũy ở vùng 25-25.2 để phục hồi đi lên. Tuy nhiên là sau hai phiên 17-18 và đến phiên 19 thì PDR cũng bị thủng cái vùng hỗ trợ kỹ thuật vùng 25, và vùng 25 bị thủng thì như vậy là chỉ dẫn tiếp theo sẽ là về vùng 24. Ở đây thì chạm vùng 24 thì PDR đang có điểm long lên và sau đó quay trở lại test. Như vậy tuần tới nó sẽ test vùng 24, điểm sâu hơn sẽ vùng 23.5. Test đi thành công hai vùng này, như vậy chúng ta sẽ hướng đến các ta cái kỹ thuật đảo long ở khoảng quanh vùng 25. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành chứng khoán. Thì đối với nhóm ngành chứng khoán trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng chưa có nhiều các cái tín hiệu kỹ thuật về tăng trưởng, anh chị có thể là có các cái điểm long nhẹ ở ngay đầu tuần và sau đó thì kết tuần thì về cơ bản là lại quay trở về chỉnh cung. Cổ phiếu VCI dự báo vùng hỗ trợ kỹ thuật 47.8 đến vùng 48, điểm cản kỹ thuật ở đây là vùng 50. Cơ bản thì tuần vừa qua lên được 49.5 cộng thì như vậy là phiên kết tuần thì nó lại đang có xu hướng quay trở về đây. Và vùng 47.8 đến vùng 48 tiếp tục test tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục hướng về vùng cản kỹ thuật 49.5 đến khoảng quanh vùng 50 ở tuần mới. SSI ở đây thì chúng ta thấy rằng là hỗ trợ kỹ thuật phân tích ở đây là vùng 35.5 và cản trên của nó là vùng 36.5, thì các anh chị để ý là về cơ bản là gì, nó test tích lũy đó, và đây này phiên ngày 20 thì gặp hỗ trợ thì có bật lên, và phiên giao dịch kết tuần thì hai cái nền kết tuần lại hơi đuối, nó lại quay trở về đóng đúng cái điểm 35.5 ở đây. Như vậy thì với điểm kết phiên đóng phiên như thế này thì chúng ta thấy rằng là cái điểm 35.5 sẽ là cái điểm phân kỳ ở tuần tới để chúng ta tiếp tục phân tích, trong trường hợp test thành công ở vùng 35.3, 35.5
đảo lon thì như vậy là chúng ta tiếp tục hướng vùng hỗ trợ ở vùng cản kỹ thuật 36.5. Còn trong trường hợp chúng ta cho chỉ dẫn ở đây cổ phiếu bị thất bại ở vùng 35.3 thì như vậy là chúng ta sẽ cho các cái chỉ dẫn kỹ thuật chỉnh về các vùng hỗ trợ sâu hơn, và cụ thể đó sẽ là vùng 34.7. Cổ phiếu HCM cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi. Vùng hỗ trợ kỹ thuật mà chúng ta có phân tích ở trong tuần vừa qua, vùng 28.4 đến khoảng vùng 28.6. Tích lũy thành công ở vùng này thì dự kiến là sẽ hướng về vùng cản kỹ thuật 29.8 đến vùng 3x. Tuy nhiên là trong tuần vừa qua thì HCM chủ yếu là bám biên quanh vùng 28.4. Ở phiên kết tuần thì có thời điểm là cũng lên 28.4 nhưng mà tụt lại. Như vậy tuần tới 27.8 đến vùng 28, kỳ vọng test tích lũy thành công. Thì như vậy là nhiệm vụ tiếp theo sẽ là về vùng 29.4 và xa hơn sẽ là vùng 30. VND ở trong tuần cũng đi thụt lùi. Đấy anh chị, đầu tiên là vùng 7.6, sau đó vùng 7.4. Và khi mà VND bị mất vùng 7.4 ở đây thì sẽ cho chỉ dẫn về vùng 16.5. 16.5 tiếp tục bị thủng ở đây thì nó sẽ cho chỉ dẫn về 16. Và hiện tại là hai cây nến giờ kết thúc vàng này. Có thể là quý ngoại cơ cấu cho nên là cái lực bán nó hơi mạnh, và chúng ta sẽ dự báo về khoảng quanh vùng 16, test những thành công vùng này. Như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục dự báo cái khả năng để mà nó đảo lon lên khoảng quanh vùng 16.8 đến khoảng quanh vùng 17. Cổ phiếu FTS ở trong tuần vừa qua chúng ta thấy rằng ở vùng 4.5 đến vùng 45, đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật và có điểm công ở vùng 4.6. Tuy nhiên gặp cái vùng này thì như vậy là động lực của nó không đủ để nó kéo lên ở vùng 4.6.6 đến khoảng quanh vùng 7 quay về chỉnh cung. Với hai cây nến giờ kết thúc chỉnh cung như này thì tuần tới ở khoảng quanh vùng 4.4 tiếp tục đánh giá test như thành công ở vùng này thì như vậy thôi, chúng ta lại tiếp tục dự báo ở quanh vùng 4.6. Thủng được vùng 4.6 thì có thể hướng đến vùng 4.6.5 đến khoảng quanh vùng 4.7. Cổ phiếu SHS trong tuần thì chủ đạo tích lũy ở khoảng quanh vùng 18 thôi. Và đây anh chị này, đây cũng là các cái điểm tích lũy, còn các cái điểm công thì không có, nhưng ít nhất là nó cũng test tích lũy ở trên vùng 18 cộng. Như vậy tuần tới chúng ta dự báo vùng 18 điểm sâu hơn vùng 17.5, test tích lũy thành công ở vùng này thì chúng ta bắt đầu phân tích đảo long và hướng về target kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 19.5. Cổ phiếu VIX trong tuần chúng ta kỳ vọng test ở vùng 20 xu hướng để công cản. Tuy nhiên là bị cổ phiếu này đã bị thủng cái vùng hỗ trợ đây ở vùng 18. Đây anh chị này, đó thì chúng ta dự báo là gì? Em này sẽ test ở vùng 18.2, và trong phiên giao dịch của ngày 20 thì như vậy là gì? VX bị mất cái vùng 18 cho nên là chúng ta sẽ hướng đến cái chỉ dẫn tiếp theo ở khoảng quanh vùng 17.4, và tuần tới chúng ta tập trung để chúng ta phân tích ở vùng này. Cổ phiếu AGR ở trong tuần vừa qua hỗ trợ kỹ thuật vùng 20.5, 20.7 đây, cản kỹ thuật trên ở vùng 21.5, suýt soát điểm 1 chạm cản, điểm 2 chạm cản, và về cơ bản thì nó kết tuần thì nó test tích lũy ở biên hỗ trợ. Tuy nhiên với góc độ kỹ thuật hiện tại thì chúng ta có thể dự báo là gì? AGR sẽ có những cái điểm test về kỹ thuật quanh vùng 19.5 đến vùng 20, test đi thành công ở vùng này thì như vậy nhiệm vụ của tuần tiếp theo sẽ là vùng cản kỹ thuật 21, tức là tiếp tục thực hiện cái việc đó. Cổ phiếu VDS ở trong phiên giao dịch của ngày hôm nay chia cổ tức, chính vậy nên là chúng ta lại phải dọn trạc kỹ thuật. Các anh chị dọn trạc kỹ thuật và sau chia thì chúng ta thấy rằng có vùng cản kỹ thuật 24.5, vùng hỗ trợ dưới là vùng 22.2. Thì cơ bản về trong tuần vừa qua thì cổ phiếu có các điểm long sọt nhẹ ở quanh vùng hỗ trợ kỹ thuật, và ở đây vùng 22.2 tuần tới sẽ dự kiến sẽ test lại, điểm sâu hơn sẽ là vùng 21.5, test đi thành công ở vùng này thì như vậy ta target mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn ở vùng 24 đến khoảng quanh vùng 24.5. Cổ phiếu ORS đây anh chị, ORS thì chúng ta nhìn thấy ở đây đấy, ở đây là có một cái chỉ dẫn đúng không ạ? Khi mà cổ phiếu ORS mà chúng ta bị thủng ở vùng 14.3 thì nó sẽ hướng về vùng 3.9. Phiên giao dịch 17, 18, 19 test tích lũy ở trên vùng hỗ trợ, và đến phiên 20 thì nó mất hỗ trợ, nhưng đến cái thời điểm phiên kết tuần thì nó lại lấy lại điểm 13.9. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái điểm 13.9 cũng là điểm hỗ trợ kỹ thuật khá là quan trọng của cổ phiếu này đúng không ạ? Vậy thì tuần tới ở điểm 13.5, anh chị 13.5, 13.7
13.5, 13.7 sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu ORS. Khi mà test đi thành công ở vùng này thì chúng ta sẽ tiếp tục hướng lại vùng ảo thuật quanh vùng 14.5. Cổ phiếu CTS dự báo biên test kỹ thuật 1 ở quanh vùng 42.5 điểm, sâu hơn 42 và sâu hơn nữa sẽ ở khoảng quanh vùng 41.2 đến vùng 41.5. Trên thực tế thì trong tuần vừa qua CTS chỉ test tích lũy ở khoảng quanh vùng 42.5. Cản kỹ thuật ở đây chúng ta vừa vùng 44 và trong tuần thì cũng có một cái điểm đánh suýt soát chạm vùng cản kỹ thuật ở đây. Và sau đó nó quay trở về test cung chỉnh nền ở đây. Như vậy tuần tới lại vùng 42-42.5 test tích lũy thành công thì chúng ta lại tiếp tục dự báo ở khoảng quanh vùng 44. Cổ phiếu MBS là một mã cổ phiếu mẫu hình vượt đỉnh và trong cái thời gian vừa qua thì nó cũng neo ở vùng đỉnh tích cực. Trong tuần chúng ta dự báo điểm test kỹ thuật ở vùng 33, điểm sâu hơn ở vùng 32.5. Thực tế nó test ở trên vùng 33 cộng, test kỹ thuật 1 ở vùng 34.5. Về mặt lý thuyết thì đóng tuần ở vùng 34.7, tức là nó đã hoàn thành cái mốc test kỹ thuật ở trong tuần và điểm cản kỹ thuật thứ hai chúng ta hướng đến vùng 36.5 đến khoảng quanh vùng 37. Thì với cái cách thức vận hành hiện tại của cổ phiếu MBS sau điểm test xong và nó lại kéo vượt qua vùng cản kỹ thuật và test lại cản ở đây, đó là vùng 34.3 đến vùng 34.5. Dự báo tuần tới sẽ test đi thành công ở vùng này. Mục tiêu thì chúng ta lại tiếp tục gì hướng về vùng cản kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 36, điểm xa hơn sẽ là vùng 37. Đó. Ok anh chị nhé, thì về cơ bản tất cả các nhóm ngành thì chúng ta sẽ dừng lại tại đây và tuần tới sẽ là một cái tuần mà sau khi các cái quỹ ETF cơ cấu xong, đồng thời thì chúng ta cũng đáo hạn hợp đồng hóa sau xong, thì chúng ta kỳ vọng thị trường chúng ta sẽ bước vào một cái nhịp ổn định tích lũy và phục hồi đi lên. Và đặc biệt ở trong tuần tới thì chúng ta tập trung chúng ta bám sát trend kỹ thuật của chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh ở trên vùng 1290 điểm cộng để chúng ta dự báo xu hướng của chỉ số VN Index, đó là một cái điểm rất là quan trọng đúng không anh chị, và đặc biệt là chỉ số phái sinh. Sự tạo lập của chỉ số phái sinh nó sẽ có những cái tác động lên thị trường chứng khoán cơ sở. Ví dụ trong trường hợp mà nó tích lũy thành công ở trên vùng 1290 điểm thì cái khả năng để chỉ số VN Index chúng ta bứt ở vùng 1003 là sáng. Tuy nhiên trong trường hợp nếu chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh của chúng ta bị thất bại ở vùng 1290 điểm thì đó là cái tín hiệu mà chúng ta cũng cần phải lưu tâm. Thì một vài các cái góc nhìn liên quan đến thị trường cũng như các nhóm ngành gửi đến anh chị em cộng đồng nhà đầu tư chúng ta tham khảo. Bản tin tuần này xin phép được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong các bản phân tích cập nhật tiếp theo.